Nếu khó khăn không thể chôn vùi bạn thì nó sẽ nâng bạn lên. Có một con lừa bị trượt chân từ vách núi và rơi xuống một cái hố sâu. Chủ của nó dù cố gắng mọi cách nhưng vẫn không tài nào cứu nó được. Cuối cùng ông ta quyết định sẽ chôn sống nó. Đất cát đổ xuống con lừa từ phía trên miệng hố. Mới đầu con lừa chỉ biết đứng im hứng chịu. Sau đó nó rũ sạch đất cát trên mình. Nó dẫm lên trên đống đất cát ấy để đứng lên cao hơn. Nhiều đất hơn được đổ xuống. Cứ thế nó liên tục đứng lên trên đống đất cát vừa bị đổ lên người. Càng nhiều đất được đổ xuống thì con lừa càng lên được cao hơn. Tới trưa thì con lừa thoát được khỏi hố và lại được ung dung gặm cỏ non. Nếu bạn không để khó khăn và thử thách làm mất đi ý chí mà vẫn cố gắng vượt qua thì chính những khó khăn đó lại là cơ hội đưa bạn lên cao hơn và đạt tới thành công.